Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 60 của bộ truyện Huyền giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Phù Vân Sa Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước Ở tập trước thì thành một lúc này, một năm trôi qua à rồi Thì hắn lúc này trong khoảng thời gian đó thì hắn trao đổi với Yên La nè hắn cho Yên La mượn cái đoạn cung Rồi hắn cung cấp linh thạch cho Yên La Còn Yên La thì cung cấp những cái đóa hoa màu xanh lục cho thạch mục để tu luyện Thì một năm trôi qua Một mặt thì hắn tu luyện Một mặt thì hắn vẽ phù lục để kiếm tiền để nuôi Yên La Thì sau đó đến cái ngày mà Cái tên Ngao Khuê đã không còn bao vây ở ngoài thành nữa Do đó lúc này thạch mục muốn rời đi Nhưng mà nếu đi một mình thì hơi nguy hiểm Do đó thì hắn có thấy bên phía cái thương hội À, Ngô Thiên gì đó có tuyển người à, đi ra một cái thành khác, thành Khúc Dương gì đó, hình như thành Khúc Dương, lách quên tên rồi. Thì à, lúc này Thạch Mục mới quyết định tham gia vào cái cái đội ngũ này để cùng lên đường à, rời khỏi cái thành hiện tại. Diễn biến tiếp theo như thế nào, như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Thì trong quá trình lách độc á thì có mấy đoạn nó sẽ, nếu mà trời mưa thì lách có thể xóa tạp âm tí xíu, nhưng mà mấy đoạn mà lách bị xóa đó nó nó hơi bị âm vang tí xíu. Á là do cái đoạn đó trời mưa thì mọi người thông cảm nha Rồi ok, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ Ở đoạn cuối của tập trước thì lúc này cái thương hội Ngô Thiên ra một cái thông báo là tuyển thành viên để tham gia Uh, cái những cái người để bảo tiêu đi ra cái thành khác thì do số lượng đông quá vì vậy mà sẽ tiến hành một cuộc thi đấu nhỏ thì ba ngày sau cuộc tỷ thí tuyển chọn hộ vệ của thiên ngô bảo hiên bắt đầu diễn ra địa điểm ngay tại trong cái luyện võ tràng ở phía tây thành Nhật khang mặc dù đây chỉ là cuộc tỷ thí cỡ nhỏ nhưng mà người tham gia đều là võ giả trên thiên thiên hoặc thuộc sĩ tinh giai nên có khá đông dân chúng man tộc bình thường hồ hởi đến để xem náo nhiệt thành Mục đang đứng trong một góc luyện võ rằng, Thái Nhi thì đổ trên đầu vai hắn. Hắn không muốn gây sự chú ý nên đã áp chế khí tức của mình xuống. Từ người ngoài nhìn vào thì giờ phút này trông hắn chẳng khác gì một võ giả mới bước chân vào ngưỡng của tiên thiên, trừ phi lực lượng thần thức của đối phương vượt xa Thạch Mục, nếu không thì đố mà nhìn ra được thực lực chân thực của hắn là gì. Lực lượng thần thức của người sông tu võ pháp vốn đã mạnh hơn người bình thường rồi, huống chi hắn còn tu luyện uẩn thần thuật và thông thiên ngữ linh quyết hai môn công pháp chuyên tu về lực lượng thần thức nữa. Hiện nay lực lượng thần thức của hắn đã vượt xa địa giai sơ kỳ. Tất nhiên nếu khách quan mà nói thì vẫn thấp hơn một chút so với thuộc sĩ nguyệt giai bình thường. Nhưng cho dù có như vậy, khí chất kiệt ngạo bất tuân trên người của hắn vẫn không thể che lấp hết được, khiến cho bao người trong luyện võ tràng phải ghé mắt. Nhưng sau khi phát hiện tu vi của hắn cũng không cao, không ít người liền lộ ra vẻ khinh thường, quay ngoắt đi không thèm nhìn nữa. Càng đến gần giờ tỷ thí diễn ra, người tới luyện võ tràng báo danh càng ngày càng đông. Trong đám người này, chủ yếu là võ giả tiên thiên trung kỳ, thậm chí còn có lèo tèo vài vị thuộc sĩ tinh giai. Chủ trì lần tỷ thí này là sử trưởng quỷ của thiên ngô bảo hiên. Gã ngước đầu nhìn trời, sau đó đi lên đại cao giữa luyện võ tràng, ho nhẹ một tiếng rồi tuyên bố. Thời gian cũng đã đến rồi, ờ không bằng... Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên ồn ào âm ý lên, một nữ tử vội vàng nhảy vào trong luyện võ tràng. Nàng mặc một bộ quần áo màu cam trông khá mạnh bạo, vừa khéo để lộ ra một đoạn đường công tuyệt vời. Giờ phút này khuôn mặt trắng nõn hơi đỏ ửng lên, phía dưới hàng lông mày lá liễu xanh như núi là một cặp mắt hạnh trong veo như là làng nước bùa thu, hàng mi như tấm rèm, vừa xinh đẹp lại có thêm chút hiên ngang. Còn chưa chờ cho mọi người tỉnh hồn lại, nàng ta đã hết sức tự nhiên hào phóng Âm quyền với sử trưởng quỷ, nói Thầy hạ lãnh nguyệt đồng Thật có lỗi tôi hơi trễ Chắc vẫn còn kịp chứ Sự chứng quỷ nhìn nàng Cũng không trả lời mà gật gật đầu Sau đó bắt đầu tuyên bố quy tắc Lần thi tuyển hộ dạy này Có 85 người báo danh Tính đến giờ phút này Có 78 người có mặt rồi Lấy phương thức rút thăm để quyết định cặp đấu Nơi đây có 40 cặp số Người rút được số giống nhau thì quyết đấu với nhau Người thắng được tuyển Trong đó số 39 cùng số 40 không cần đấu Được tuyển thẳng Gã vừa nói xong, mọi người ở đây cũng chỉ châu đầu ghé tai nghị luận vài tiếng, không có ai ý kiến gì. Vậy được rồi, mọi người phía dưới bắt đầu theo thứ tự rút thăm đi. Dứt lời, sửu trưởng quỷ liền phức phức tay. Một gã năm tử áo lam ở bên cạnh bê một cái hầm sắt đi lên phía trước, đặt cái hầm lên đại cao ở chính giữa. Trong hầm sắt là một đống phiếu giấy được gấp lại. Thành mục lẫn ở trong đám người, thò tay bốc đại một cái phiếu, đang định mở ra thì bên tai chợt vang lên thanh âm của Thải Nhi Thạch đâu Ta nhận ra nữ nhân kia Thải Nhi trợn tròn mắt gào to lên Nơi này là chủ công chúng Ngươi yên tĩnh một chút cho ta coi Thạch Mục nói Ta nói thật là nữ nhân kia Ngươi nhìn coi Chính là nữ nhân liếc mắt nhìn ngươi Khi mà chúng ta vừa mới vào thành đó Thải Nhi vừa nói Vừa lấy cánh cọ cọ cổ của Thạch Mục Thạch Mục ngẩng đầu nhìn lại Phát hiện lãnh nguyệt đồng Người mà Thái Nhi nói Chính là đang từ từ chậm rãi đi đến bên này Chẳng quả nghĩ tới nghĩ lui Vẫn không nhớ ra mình gặp nàng này hồi nào Còn Thái Nhi thì đã không kiềm nén được Bay tới bên người của Lãnh Nguyệt Đồng rồi Mấy hey, mỹ nữ nè Còn nhớ ta không vậy Còn chưa dứt lời Nó đã ăn một cái tác cắm đầu của Thạch Mục rồi Ngươi làm cái gì đó Thạch Đầu Ngươi muốn làm gì vậy Thái Nhi mất hứng mà hét lên Lãnh Nguyệt Đồng còn đang ngạc nhiên Không biết ở đâu bay ra con anh Vũ tới nói chuyện với mình Thì thấy Thạch Mục xuất hiện ở bên cạnh Khóe miệng nàng dần dần vểnh lên Thì ra là ngươi sao Lãnh Nguyệt Đồng có chút kinh ngạc Trong kinh ngạc lại có chút mừng rỡ Nhớ ra rồi sao Trí nhớ ta thiệt là tốt có phải không Dù hôm đó ngươi mang mạng che mặt Nhưng ta vừa nhìn một cái đã nhận ra rồi Từ ngày ấy từ biệt á, đến ngày hôm nay gặp lại Đây là duyên phận đến cỡ nào chứ Thải Nhi ở một bên tự biên tự diễn. Con anh Vũ này là linh sủng của người chứ gì? Lãnh Nguyệt Đồng nghe Thải Nhi lải nhải chỉ cảm thấy hết sức buồn cười, còn tưởng rằng đó là do Thạch Mục huấn luyện nó, quay sang hỏi Thạch Mục. Súc sinh này suốt ngày ăn nói bậy bạ, có chỗ nào đắc tội thì mong cô nương nhiều thông cảm nha. Thạch Mục chấp tay với Lãnh Nguyệt Đồng, thuận tay tóm lấy Thải Nhi mà đi chỗ khác. Thạch đâu, lãnh cô nương kia xinh đẹp như vậy, sao người lại không động tâm chứ? Thái Nhi bị thạch mục túm đi Vẫn không quên lãi nhảy vài câu Cầm miệng đi Lại một cái tác vỗ vào trên đầu Thải Nhi Ôi da dạ, đau Người nhẹ một chút có được không vậy Người đúng là cái đầu tảng đá mà Thái Nhi không cầm lòng hét lên Đám người tỉ thí chung quanh thấy thạch mục trò chuyện Có chút thân phận với lãnh nguyệt đồng liền nhau nhau nhìn sang Phải biết rằng ở trong thành Nhật Khang Gần như không có giai nhân tuyệt sắc là nữ tử man tộc như lãnh nguyệt đồng Huống chi trên người nàng này còn có chứng động pháp lực nhàn nhạt tỏa ra hóa ra cũng là một vị thuộc sĩ tinh giai được làm quen với mỹ nữ như vậy ai mà không hâm mộ chứ có chút cường giả tiên thiên hậu kỳ thấy như vậy cũng tranh thủ mon men đến gần lãnh nguyệt đồng nhưng mà đều bị nàng lạnh lùng bỏ qua cả đám bị bơ nên quê Lên nhìn thạch mục chỉ là một mau đầu tiểu tử mới có tiên thiên sơ kỳ liền hận đến nghiến răng nghiến lợi một tên tiểu tử mới bước vào tiên thiên lại đi tranh nữ nhân với lão tử hả chán sống rồi hay sao vậy một nam tử lưng hùm vai gấu lớn giọng hét nói khiến cho đám người chung quanh cười ồ lên gấu hả nè với thực lực của ngươi sao không cho tiểu tử kia biết muộn chút đi đúng vậy nhìn bộ dạng kiêu ngạo của tiểu tử kia thật ngứa mắt á à. thành mục giả điếc như không hề nghe thấy cũng không thèm liếc cái đám này một cái nào sải bước đi về phía nam tử áo lam đập lên số bốc thăm của mình cử động này của hắn càng khơi dậy lên sự căm tức của mọi người rất nhanh tỷ thí bắt đầu dựa theo quy tắc tiến hành theo thứ tự bắt đầu từ số 1. Trong thoáng chốc, luyện võ tràng nho nhỏ nhanh chóng náo nhiệt lên, thi thoảng lại có người bị đánh bay ra khỏi lôi đài. Có thị lực của Thải Nhi ở đây, Thạch Mục sớm đã biết đối thủ của mình là ai. Đó là võ trường sinh, kẻ cũng bốc thăm được số 18. Nhưng đến phiên Thạch Mục lên lôi đài, thì đối thủ đã đổi thành gã nam tử họ cổ, lưng hùm vai gấu nọ rồi. Trong lòng cười lạnh, trên mặt Thạch Mục lại không lộ ra vẻ gì, cứ như vậy mà đi lên lôi đài. Nam tử họ cổ nhìn về phía đám người ủng hộ gã dưới đài, cười ha ha một tiếng, sau đó vác một cái cây lan nha cự bổng, mặt ngoài cắm chi chích đầy gai nhọn, tung người nhảy lên lôi đài. Dưới lôi đài ồn ào, nam tử hộ cổ là một cường giả tiên thiên hậu kỳ. Trong toàn bộ thành Nhật Khang, người có thể làm đối thủ của gã chỉ sợ không có mấy người, mà thành mục trước mặt này căn bản là chưa được ai biết đến. Mọi người đều cho rằng hắn chỉ là một gã vô danh tiểu thúc không đáng nhắc tới chỉ có lãnh nguyệt đồng là nhìn không chuyển mắt về phía lôi đài trong ánh mắt nàng ánh lên vẻ tò mò tuy giờ phút này nàng vừa mới đánh bại đối thủ giành được tư cách hộ tống lần này nhưng trong nàng cũng không có vẻ cao hứng gì quá mức cả Lão tử cho ngươi một cơ hội quỳ xuống dập đầu bao cái với lão tử ở chỗ này đi lão tử sẽ không đánh ngươi thành tàn phế nam tử hộ cổ khinh miệt nhìn thoáng qua thạch mục rồi nói gã vừa dứt lời người phía dưới đài liền cười ồ lên nói xong chưa Thạch mục ung dung nói Ánh mắt thì đang quan sát nắm đấm tay phải của mình Muốn chết Nam tử hộ cổ gầm lên Thân thể lóe lên ánh sáng lục Trong nháy mắt kích cỡ cơ thể tăng vọt lên một vùng Lan nha cự bổng trong tay Bị một đoàn quang mang màu lục bao lấy Chợt bổ về phía thạch mục Một cổ uy áp của tiên thiên hậu kỳ Quét ngang toàn trường Áp thẳng vào mặt của thạch mục Thân hình thạch mục bị đoàn lục quang bổ trúng xong liền tiêu tán đi, Hóa ra đây chỉ là một cái tàn ảnh Bản thể hắn hóa thành một bóng người màu xanh Lấy tốc độ nhanh như chớp Vùng qua phía sau nam tử hộ cổ Nâng tay lên Không chút khách khí vùng ra một nắm đấm Một cổ man lực vô hình lập tức tuôn ra Rắc một tiếng Theo sát đó là tiếng xương gãy giòn vang lên Nam tử hộ cổ kêu rên, Bay véo ra lôi đại như cưỡi mây lướt gió Sau đó rớt bịch xuống mặt đất Người của gã bị lõm thành một cái hố Miệng trào ra máu tươi Hấp hối đến nơi rồi Toàn bộ luyện võ tràng thoáng chốc im lặng như tờ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thạch mục tràn đầy kinh hãi không hiểu. Thạch mục cũng không nói gì, chỉ quay về phía sử trưởng quỷ vái chào một cái. Lúc này sử trưởng quỷ mới kịp hoàng hùng, cao giọng tuyên bố mục thạch lấy được tư cách. Nhìn xem bóng lưng của thạch mục, sử trưởng quỷ suy ngẫm một lúc, lại gọi nam tử áo lam đến, rỉ tay vài câu, sau đó lại bắt đầu tỉ thí kế tiếp. Thạch đầu ta biết rõ người nhất định sẽ thắng mà Tên gia quả kia tính là cái gì chứ Lại dám gian lận trước mặt lão tử Không muốn sống mà Thái Nhi vừa thấy thạch một thắng Lập tức cao hứng bừng bừng bay tới Bắt đầu luyên thuyên Lãnh câu nương nè Người thấy ta nói có phải không vậy Đã bảo người không phải lo rồi mà Thực lực của tên kia chỉ là trứng chổi đá so với thạch đầu nhà ta mà thôi Thái Nhi đắc ý Ngoái đầu hô một tiếng về cách đó không xa Thạch một sững sờ Lại là lãnh nguyệt đồng Mục huynh quả nhiên lợi hại Đúng là chân nhân bất lộ tướng Lãnh Nguyệt Đồng dịu dàng cười Tiến lên vài bước nói Khiến lãnh tiểu thư chi cười rồi Thạch mục lạnh nhạt nói Lãnh cậu nương nạt, Sao ngươi lại xưng huynh gọi để với thạch đầu chứ Như vậy sao được Ngươi nói đi Ngươi có thích thạch đầu nhà ta hay không vậy Thải Nhi thấy thạch mục Lại một bộ dầu muối không vào Lại tiếp tục ở một bên chăm ngồi thổi gió mà nói <laughs> Con chim này thật thú chị mà Việc đó hả ta đương nhiên là thích hắn rồi, nhưng mà hắn không thích ta, ta biết làm sao bây giờ. Lãnh Nguyệt Đồng hào phóng cười, nói Thành Mục chưa bao giờ được người ta tỏ tình như vậy cả, khuôn mặt vốn đen thì hơi đỏ lên, hắn hùng hăng tóm lấy thải nhi, búng nó một cái lệch cái đầu, chuẩn bị nói lời cáo từ. Mục huynh đừng xấu hổ, con người tiểu muội ta dũng hay nói thẳng, thích chính là thích, không có gì phải thẹn thùng. Lãnh Nguyệt Đồng dương đôi mắt hạnh nhìn Thành Mục lộ ra vẻ mỉm cười, nói Thạch Mục nhất thời nghẹn lời cũng không biết nói cái gì cho phải đây. Tiểu mũi vừa thấy Mục Huynh đã cảm thấy rất thân thiết rồi. Chắc Mục Huynh cũng là con lai man nhân có phải không vậy? Ta cảm giác được trên người của ngươi có một loại khí thức tương tự của ta. Lãnh Nguyệt Đồng thẳng thắn nói. Thạch Mục nghe nàng nói xong liền sững sờ. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một bóng người. Đúng là Phùng Ly. Ở Đại Lục Đông Châu, con lai man nhân là phi thường hiếm thấy. Nếu để cho người khác biết được ngươi là con lai, Vậy ngươi cũng đừng mong có nơi sống yên ổn giữa hai tộc nhân manh. Vậy mà lãnh nguyệt đồng này lại lớn mật đến như vậy, nói ra bí mật như vậy với thạch mục trước mặt mọi người. Cái gì, lãnh cô nương là con lai giữa manh và nhân hả? Thái Nhi ở một bên thức kinh hỏi. Cái này có gì là lạ đâu chứ? Ở đại lục Tây Hạ, việc này còn hiếm thấy sao? Từ trăm năm trước, manh tộc và nhân tộc đã bắt đầu thông hôn, con cái do bọn họ sinh ra cũng đã được thừa nhận. huống chi thạch đầu nhà ngươi cũng không phải như vậy sao chứ? Lãnh Nguyệt Đồng không cho là đúng, nói Vậy hóa ra ngươi không phải là man tộc, vậy sao ngươi lại ăn mặc như vậy? Thái Nhi thuận miệng hỏi Sao ta không phải là man tộc? Ta không chỉ là man tộc mà còn là nhân tộc Chẳng qua ta thích cách ăn mặc của man tộc thôi Kết giao với man tộc, ngươi không thấy dễ dàng thoải mái hơn nhiều sao? Lãnh Nguyệt Đồng nói Chỉ sợ lãnh cô nương nhìn nhầm rồi, một mẫu đúng là man tộc Ta và ngươi cũng không phải cùng một đường đâu, nên ai đi đường nấy đi, Thạch Mục nói xong, túm lấy Thải Nhi xoay người rời đi, không thèm để ý đến Thải Nhi vẫn đang la ó. Có ý tứ mà. Lãnh Nguyệt Đồng nhìn bóng lưng đi xa của Thạch Mục thì thào nói. Sau khi rời khỏi diễn võ trường, Thạch Mục mang vẻ mặt trầm tư trở về chỗ ở của mình. Trước khi lên đường, hắn vẫn có chút chuyện cần làm. Thạch đầu, ngươi nhìn xem. Đúng lúc này, Thải Nhi chợt thấp giọng nói ra. Thành Mục khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt sau đó suy nghĩ gì đó, lập tức quay người rẽ vào cửa hàng bên đường. Sau một lát, vài người mang trang phục xám không chút thu hút vội vàng đi qua. Đầu lĩnh của họ là một cô gái trẻ tuổi đầu trầm mũ, lộ ra non nửa khuôn mặt tương đối xinh đẹp. Đợi bọn họ đi xa, Thành Mục mới từ cửa hàng đi ra, ánh mắt lập lòe nhìn theo bóng lưng đối phương. Tuy lúc nãy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng với nhãn lực của hắn đương nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng cô gái trẻ tuổi kia chính là sư muội trẻ tuổi họ chân bên người liễu ngạn năm đó những người còn lại hắn cũng tương đối quen mặt đều là đệ tử minh nguyệt đông giáo cưỡi hãng hải cự chu vượt biển đến đây ngày đó vì cớ gì hết bà ngục lại đến mấy người này xuất hiện ở nhật khang thành nhỏ bé này vậy thạch mục thì thào tự hỏi thạch đạo người cảm thấy bọn họ có vấn đề hả thải nhi hỏi thạch mục chậm rãi gật đầu chỉ cần lên núi sẽ biết thôi. Ta dẫn đường, ngươi theo sau. Thải Nhi tựa hồ có chút hưng phấn, dừng cánh bay lên. cẩn thận một chút. bọn họ đã từng nhìn thấy ngươi rồi. Thạch Mục vội vàng dặn dò. yên tâm đi, ta sẽ bay ở phía sau, khiến bọn hắn không phát hiện ra đâu. Thải Nhi nói một cách tự tin, sau đó bay lên không trung. Thạch Mục nhìn theo, tâm niệm vừa động, khai mở tầm mắt cũng hưởng, sau đó cất bước đi theo. Thị lực của Thải Nhi hơn một năm nay Lại có tiến bộ không nhỏ cách mấy con phố vẫn có thể theo dõi đám người kia. Sau nửa canh giờ, nhóm người nữ tử họ Châu đã đến một cái sân nhỏ vắng vẻ nằm ở ngoại thành. Thạch Mục cùng Thái Nhi đứng trên một cái căn phòng trên đỉnh của tòa tháp bỏ hoang cách đó hai con đường, nhìn xuống tiểu viện. Bọn người kia lén lén lúc lúc ở đó, quả nhiên là có ý đâu. Thái Nhi mở miệng nói, ánh mắt lần nữa tràn đầy hưng phấn. Thạch Mục lại không kích động như vậy, âm thầm suy nghĩ mục đích của đám đệ tử Minh Nguyệt Đông Giáo này đúng vào lúc này sắc mặt của hắn lần nữa hơi đổi trong tầm mắt lại xuất hiện một người áo xám che phủ toàn thân căn bản không nhìn rõ mặt đang tiến về phía tiểu viện người áo xám tựa hồ vẫn luôn chú ý động tĩnh chung quanh nhanh chóng đi tới phía trước tiểu viện gõ cửa đại môn rất nhanh hé mở người áo xám đi vào cửa liền đóng lại thành mục nheo mắt trong thoáng chốc khi người áo xám tiến vào bên trong hắn đã nhìn thấy khuôn mặt dưới mũ đúng là bàn ngọc là cô gái đàn chủ phân đàn kia Thải Nhi thấp giọng nói. Thành Mục ngược đầu, ánh mắt lập lòe hào quang. Những người này một trước một sau tới đây, lại lén lén lúc lúc như vậy, tất nhiên là có âm mưu gì đó rồi. Thạch đầu, có muốn nghe lén cái đám người đang mưu mô gì không? Ánh mắt Thải Nhi sáng lên, kích động. Không nghĩ tới người còn có hứng thú nhìn trộm người khác như vậy đó. Thành Mục nhìn sang Thải Nhi. <laughs> Cũng khó trách, ta có nhãn lực tốt như vậy, không lấy ra sử dụng, quả thật là đáng tiếc. Thải Nhi nói ra. Thạch Mục cười nhẹ một tiếng, hắn cũng có hứng thú với mưu đồ của đám người Minh Nguyệt Đông Giáo. Bèn cùng Thải Nhi rời khỏi tháp cao, bí mật đến gần tiểu viện kia. Sau một lát, Thạch Mục đã tới sát cạnh sân nhỏ. Hắn lệnh cho Thải Nhi dừng ở không trung gần đó, bản thân tìm cách lẻn vào. Lúc này thông qua tầm mắt của anh Vũ, có thể nhìn thấy một người đang từ buồn trong tiểu viện đi ra cửa lớn. Đúng là bà Ngọc. Thạch Mục trong lòng có chút hốt hoảng, bèn nhanh chóng ẩn nấp Bà Ngọc ra khỏi cửa lớn Nhìn quanh vài lần rồi mới quay người đi về phía xa Sau một lát Đại mùng lần nữa mở ra Đám người cô gái hội chân cũng đều đi ra Chỉ là lúc này các nàng đều đã thay đổi trang phục Không hề che giấu dung nhan Đi về một hướng khác Thành Mục suy nghĩ một chút Sau đó nhanh chóng quyết định đi theo nhóm người nữ tử hội chân Đoàn người đi tới quảng trường náo nhiệt Giống như tùy đi dạo Hành tung phiêu hút chẳng có mục đích gì Thành Mục theo sau Qua hai ba canh giờ sắc trời đã tối những người này mới đến một cái tiểu điếm cỡ lớn cả đoàn được tiểu nhị dẫn lên lầu thành mục quan sát một chút lại để thải nhi đợi ở bên ngoài rồi mới chậm rãi đi vào quán rượu à, dạ khách quan mời vào ngài có muốn ăn chút gì không vậy một tiểu nhị khác chạy ra đón chào mang tới đến nhã dân nơi đây quá ầm ĩ thành mục liếc nhìn phùng lớn trên lầu một sau đó quay sang ném cho tiểu nhị một thổi bạc rồi nói à, dạ được rồi mời ngài lên lầu Tiểu nhị đại hỷ ân cần dẫn thạch mục lên lầu Vừa rồi có một nhóm người vào quán Dẫn đầu là một cô gái xinh đẹp Các nàng đang ở phòng nào vậy Thạch mục chợt khỏi Đồng thời miêu tả sơ lược cách ăn mặc của cô gái hội chân Tiểu nhị khẽ giật mình Quay đầu liếc nhìn thạch mục Thạch mục công ngón tay búng ra Một viên linh thạch thuộc tính hỏa ánh lên hồng quang Rơi vào trong tay tiểu nhị Tuy gã chỉ là manh nhân bình thường Nhưng đã làm việc tại thành nhật khang này Tự nhiên biết rõ giá trị của linh thạch bèn lũ ra vẻ vui mừng nhanh nhẹn thu lấy dạ là phòng chữ khôn ở lầu ba đó tiểu nhị thấp giọng trả lời mang tới đến gian phòng gần đó nhất đi thành một yêu cầu tiểu nhị vội vàng gật đầu đi trước dẫn đường lên lầu ba băng qua một cái hành lang tiến vào một gian phòng yên tĩnh mời khách quan vào trong tiểu nhị vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía gian phòng bên cạnh như để ra hiệu mang cho ta một ít thức ăn và rượu ngon Thạch Mục hiểu ý lên tiếng dặn dò Tiểu nhị đáp ứng một tiếng lui xuống Thạch Mục đi vào nhã gian Khép cửa phòng lại nghiêng tai lắng nghe Chỉ chốc lát hắn khẽ câu mày Căn phòng cách vách không có chút tiếng động truyền ra Ánh mắt Thạch Mục lóe lên kim quang Đồng tử biến thành màu vàng Nhìn về phía đó Không ngờ còn có kết giới hơn Có thể nhìn thấy một tầng bạch quang mờ nhạt Bao lấy căn phòng Thạch Mục không khỏi cười khổ Đối phương cẩn thận bày ra kết giới Hắn lại không tin thông trận pháp chi đạo Mạo mũi dò xét sao bị phát hiện Ngũ giác của hắn tuy rằng phi phạm Nhưng còn chưa tới trình độ Có thể khám phá kết giới được Thạch đâu sao rồi Có dò xét được gì không vậy Trong lúc Thạch Mục vô kế khả thi Thì trong đầu vang lên giọng nói của Thải Nhi Hắn bèn nói sơ qua tình huống nơi này cho nó Mau mở cửa sổ ra Để ta đi vào ta có cách Thải Nhi thúc giục Thạch Mục nghe như vậy không khỏi kinh ngạc Nhưng vẫn theo lời mở cửa sổ hướng ra mặt đường Thải Nhị bay nhanh đến, xuyên qua cửa sổ đáp xuống mặt bàn. Khi nó đang định nói cái gì đó thì Thạch Mục giơ tay chặn lại, lách mình đi tới trước cửa. Thải Nhị ánh mắt lập lòe cũng lập tức bay tới, đứng trên bờ vai Thạch Mục, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Hành lang truyền tới một loạt tiếng bước chân, dừng trước cửa phòng sát vách. Thạch Mục tập trung quan sát qua khe cửa, có thể thấy được hai người mặc quần áo và trang sức màu xanh đứng trước cửa phòng chữ khung sát vách. Cả hai đều che mặt, thân hình một cao một thấp, ánh mắt lạnh lẽo cảnh giác quan sát chung quanh thành mục lập tức thu hồi ánh mắt để đề phòng bị đối phương phát hiện hai người này tản ra đều đã đạt đến cảnh giới tiên thiên dựa vào khí tức hẳn là manh tục người cao hơn gõ cửa sau một lát cửa phòng mở ra hai người lập tức đi vào thành mục ánh mắt lập lòe trở về ngồi xuống cạnh bàn thạch đâu xem ra bọn người kia thật sự đang có chủ ý quái quỷ gì đó đó thảy nhi nói xong phần lông màu trắng trên đồ thình lình tỏa sáng rực rỡ Ánh mắt nó phát ra hai đạo bạch mang Nhìn về phía gian phòng cách vách Ánh mắt thạch mục lóe lên một tia kinh hỉ Tầm mắt của hắn cộng hưởng với Thải Nhi Vách tường dần trở nên trong suốt Tình hình bên trong căn phòng kế bên dần dần hiện rõ Bạch quang trong mắt Thải Nhi càng sáng Tình huống trong căn phòng kia càng trở nên rõ ràng Cô gái hội chừng và thành viên man tộc cao cao mà áo bào xanh đang nói chuyện với nhau Hai người áo bào xanh đều đã gỡ đi mặt nạ để lộ ra khuôn mặt Thạch mục trong lòng có chút kinh sợ vẻ ngoài của đối phương có chút đặc dị khuôn mặt thon gầy gương mặt hãm sâu tuy rằng vẫn chưa tới mức da bọc xương nhưng thoạt nhìn có chút tiều tụy mũi hơi quắp giống như là cái mỏ ưng ánh mắt lợi hại tạo cho người ta một loại cảm giác âm trầm hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi dời mắt tập trung vào cái phần môi của hai người đang nói chuyện thành mục vì có thị lực hơn người đã nghiên cứu qua thần ngữ nghĩa là kỹ thuật đột khẩu âm người của chúng ta đã trà trộn vào đội ngũ hộ tống sẽ sớm liên hệ với các ngươi Cô gái hội chân nói ra Nhưng hạng vũ chúng ta một khi tiếp nhận ủy thác Tự nhiên nói được làm được Các người yên tâm đi Người áo xanh trả lời một cách ngạo nghễ. Vậy thì tốt rồi Sau khi đắc thủ hai bên chúng ta phân chia 5 năm Nữ tử hội chân lại nói Người áo bộ xanh lộ ra vẻ vui mừng Nhẹ gật đầu Nếu đã như vậy Tất cả cứ dựa theo kế hoạch mà làm Nữ tử hội chân đứng lên Quay lại nói với mấy người sau lưng Mấy người các ngươi đi theo di đô thống Nhạo. Bọn họ nghe như vậy liền đồng thanh đáp ứng Cô gái hội chân phước tây đánh ra một đạo bạch quang Hào quang trên vách tượng lóe lên Khép giới màu trắng theo đó tan biến Nàng mở cửa phòng cất bước đi ra ngoài Sau một lúc lâu Hai thành viên man tộc lần nữa bịt kín mặt Mang theo thủ hạ của cô gái hội chân Lần lượt rời đi Bên trong căn phòng cách vách Bạch quang trong mắt thải nhi tiêu tán Thân tình thoạt nhìn có chút ủy oải Thạch mục công ngón tay búng ra phóng xuất ra một đạo chân khí tinh thuần thuộc tính hỏa chui vào trong cơ thể thải nhi mới giúp tinh thần của nó khôi phục lại được một chút thạch đầu chúng ta tiếp tục theo dõi chứ thải nhi hỏi không cần thành một lát đồ lật tay lấy ra một cuốn điển tịch dày cộm lật lật tìm tìm giật hạt bụ hung manh quả là như vậy hắn thì thào điển tịch này là hắn bỏ ra không ít linh thạch mua được gần đây trong sách ghi lại tập tính của từng bộ lạc man tộc cùng khu vực cư trú của họ. Dược hạt bộ là một chủng tộc hạng trung của người man, thú hùng bọn họ phong ứng đều là yêu thú phi hành, đồ đăng biến thân về sau phân nữa có thể mọc ra đôi cánh phi hành, xem như tương đối đặc thù tại man tộc. Có điều bộ tộc này còn có một đặc điểm nổi bật là cực kỳ hung ác, tham lam, thường ý vào ưu thế bay lượng để tiến hành cướp bốc, thành danh cực kém nên bị các đại tộc người man xa lánh. Ánh mắt thạch mục hiện lên vẻ trầm ngâm, nữ tử họ chân đột nhiên xuất hiện tụ hợp với bàn ngọc và đám người bộ tộc dược hạt lại thêm nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi kết hợp tất cả những điều này lại với nhau một cái âm mưu dần hiện lên rõ ràng thải nhi tỏ ra vẻ hiếu kỳ nhìn qua thấy trang điển tịch trong tay thạch mục lít chích chữ nhỏ liền than lên một tiếng nè thạch đầu ngươi đừng có biết rồi là im lặng một mình đến giờ ta vẫn chưa hiểu cái gì á thải nhi bất mãn kêu lên thạch mục lúc này mới cất cuốn điển tịch đại khái kể qua suy đoán của mình với thải nhi bọn người Minh Nguyệt Đông Giáo kia không ngờ lại to gan như vậy. Thải Nhi kinh ngạc thốt lên. Sự việc thật là không đơn giản đó. Cùng lúc ra tay với cả thiên ngô thương hội lẫn man tục, xem ra việc này không tránh khỏi liên quan thi lũ ngạn rồi. Thành Mục đáp lời. Ánh sáng trong mắt hắn chớp lên, vốn dĩ chỉ nhất thời hiếu kỳ theo dõi một chút, không ngờ lại biết được tin tức quan trọng như vậy. Nếu như mạch nước ngầm của nhiệm vụ lần này đã bắt đầu khởi động rồi, chúng ta có còn đi theo bọn họ nữa không vậy? Thải Nhi hỏi. Không sao, mặc kệ Minh Nguyệt Đông Giáo tính toán cái gì đều không liên quan đến chúng ta. Trước tiên cứ mượn lực lượng thương hội thiên ngu rời khỏi thành Nhật Khang này đó. Sau đó lại tìm cơ hội âm thầm rời khỏi đội ngũ là được rồi. Thành Mục trả lời. Ý kiến không tội. Thái Nhi tỏ ra vẻ đồng ý. Thành Mục liếc nhìn Thái Nhi, hắn tuy rằng đã biết thị lực của Thái Nhi có thể nhìn xuyên vật thể, nhưng không ngờ ngay cả vách tường dày như vậy cũng có thể nhìn thấu được nhìn xuyên vách tường đã tính là cái gì chứ đợi đến khi ta đạt cảnh giới tam vũ thị lực lại tăng thêm một lần nữa nhìn thấu mười trưởng dưới lòng đất cũng không thành vấn đề chứ đừng nói chi một dách tường kính như vậy thải nhi ngạo nghễ nói thạch mục có chút kinh ngạc nhưng mà năng lực thải nhi càng mạnh đối với hắn lại càng có lợi trong lòng tự nhiên vui vẻ dù thế nào đi nữa thi triển năng lực này cũng tiêu hao khá lớn trước hết người cứ khôi phục thể lực cái đã hắn lấy ra một viên linh thạch thuộc tính thủy đưa cho thải nhi trong khoảng thời gian gần đây, Thái Nhi chỉ một mực ăn linh thạch hệ thủy. Thái Nhi duỗi cổ ra, há miệng nuốt lấy viên linh thạch. Nửa canh giờ sau, thạch bụt rời khỏi quán rượu, trở về chỗ ở của mình. Chờ chốc, bên trong có người. Ngay khi hắn vừa đi đến trước sân, Thải Nhi chợt mở miệng cảnh báo. Thạch bụt biến sắc, Thái Nhi vỗ cánh bay lên giữa không trung nhìn xuống, cảnh tượng trong sân liền hiện lên rõ ràng. Hóa ra có một thiếu nữ mặc lục bào, đang đi đi lại lại trong sân chính là nữ tử tên lãnh nguyệt đồng kia. nàng tới gì sau lại xuất hiện ở đây chứ? Vẻ mặt thạch mục thay đổi, trong đầu không ngừng suy nghĩ cũng không hiện thân mà lách mình nấp ở một bên, thông qua tầm mắt của Thải Nhi yên lặng quan sát. <laughs> Xem ra cô gái này quả thật để ý tới người đó, vậy mà đã tìm tới nhà rồi. Âm thanh Thải Nhi mang theo vẻ chăm chọc vang lên trong đầu thạch mục. Im miệng mà chú ý quan sát đi Đừng để nàng ta phát hiện ra Thạch Mục nói Chỉ thấy lãnh nguyệt đồng liên tục ra vào từng gian nhà Dường như đang tìm cái gì đó Ngoại trừ dừng lại một chút ở gian nhà đá Bị Thạch Mục đánh tan lúc trước Phần lớn thời gian còn lại Nàng ta chăm chú vào cái gian phòng bế quan bên trong căn nhà đá Đối với việc này Thạch Mục cũng đành mặc kệ Hắn bình thường đều có thói quen mang hết tài sản bên người Tại nơi tạm thời lưu trú này cũng không lưu lại dấu vết gì mà cửa ra vào từng hầm binh trong gian nhà đá cũng bị hắn ngụy trang nhiều lần nàng ta chưa chắc đã tìm ra được quả nhiên cô gái này sau khi tìm kiếm một lúc trong phòng bế quan vẫn không thấy cái gì bèn lui ra lãnh nguyệt đồng đứng ở trong sân nhíu mày trầm ngâm một lát sau một lúc lâu nàng ta ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi nhúng người nhảy ra khỏi sân nhanh chóng mất dạng ở phía xa thành một lúc này mới hiện thân nhìn về phương hướng lãnh nguyệt đồng rời đi mà khẽ nhíu mày trong đầu hắn không khỏi nhớ lại lúc trước nàng ta ở trên lôi đài thi triển một ít thuật pháp có chút tương tự với Minh Nguyệt Giáo, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trong nhí mắt, 10 ngày đã trôi qua, thành mục ra khỏi cửa phòng, lúc này hắn đang mặc một cái trang phục man tục, đầu đổi khăn trùm che kín hơn nửa khuôn mặt. Thạch đâu, sao hôm nay ngươi lại giả trang thành cái bộ dạng này? Thải Nhi hỏi, đồ ngốc mà, hiện giờ thương hội thiên ngô đã bị những kẻ kia theo dõi rồi, ta đương nhiên phải đề phòng một chút rồi thành mục đáp lời Thái nhi khẽ giật mình ồi lên một tiếng đám người bạn ngọc kia trước đã từng thấy người rồi trước hết chứ ở cùng một chỗ với tao thành mục suy nghĩ một chút rồi nói tiếp Thái nhi hiểu ý gật đầu sau đó vũ cánh bay lên thành mục khóa chặt cửa lớn nhìn lại mảnh sân nhỏ khẽ thở dài trong lòng từ sau khi rời khỏi thôn tiểu ngư xuất phát từ nhiều nguyên nhân hắn một mực lưu lạc khắp nơi thậm chí cuối cùng còn rời khỏi đại lục đông châu nữa ngàn dặm xa xôi đi tới đại lục Tây Hạ. Trong phần lớn đoạn hành trình đó, hắn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Như khoảng thời gian này có thể bình tâm ở lại trong thành lâu như vậy, thực không có mấy khi. Giờ đây hắn lập tức phải rời khỏi, cảm thấy có chút không nở. Tòa pháp trận doanh hỏa dưới lòng đất kia hắn cũng không có dỡ xuống, chỉ phong bế thật chặt cửa vào. Có lẽ sau này hắn còn có cơ hội về lại đây. Thành mục trong đầu nghĩ như vậy, sau khi liếc nhìn cái sơn nhỏ lần cuối, liền đi về phía thiên ngô bảo hiên. Sau thời gian một đén nhang, tay cửa ra vào Thiên Ngô Bảo Hiên. Nơi đây đã tụ tập không ít người, 30 tên võ giả cùng với 10 tên thuộc sĩ tinh giai được tuyển chọn phần đông đã đến. Lãnh Nguyệt Đồng cũng bất ngờ có mặt. Ngoài trừ những người này, còn có một số người lạ mặt khác nữa, hẳn là thành viên của Thương hội Thiên Ngô. mục huynh! Lãnh Nguyệt Đồng vừa thấy Thạch Mục đã mỉm cười tiến đến. Lãnh cô nương, gửi tới thật sớm đó sâu trong ánh mắt thạch mục lóe lên ánh sáng kỳ lạ hắn lên tiếng ta nhàn rỗi nhìn quanh đều thấy nhàm chán cho nên tới sớm đó lãnh nguyệt đồng cười hì hì rồi đáp phải chăng lãnh cô nương không phải là người địa phương của thành nhật khang cũng từ bên ngoài tới đây sao thạch mục hỏi đúng vậy ta vốn dĩ chỉ định ở lại thành nhật khang một khoảng thời gian ngắn thôi không ngờ lại bị dây lâu đến như vậy lãnh nguyệt đồng trả lời hai người thoải mái đứng nói chuyện với nhau khiến cho những người xung quanh đặc biệt là những nam tử người man hầu hết nhìn thạch mục với ánh mắt bất thiện nhưng mà thạch mục từ trước đã hiển lộ ra một ít thực lực những kẻ này cũng không dám tiến đến khiêu khích nữa thời gian chậm rãi trôi qua sau khi có thêm vài người đến thì hầu như 40 tên hộ vệ được chiêu mộ đều đã có mặt từng tiếng bước chân truyền đến một nhóm người mão bầu xanh xuất hiện ở đằng xa người đi đầu tiên là một nam tử khoảng 30 tuổi tản mát ra khí tức cường đại rõ ràng là một cường giả địa giai. Thân thể người này tuy gầy gò Nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác tràn ngập lực lượng Đoàn người từ phía xa đã khiến cho đám người thạch mục chú ý Nhau nhau nhìn sang Vẻ mặt thạch mục hơi đổi Hắn lập tức tập trung vào quần áo phục sức trên người bọn họ Lăng thư Bên cạnh thạch mục Lãnh Nguyệt Đồng khẽ nói Cô nhận ra người này hả Thạch mục nhìn về phía lãnh Nguyệt Đồng Đúng vậy Gã tên là Lăng Thư Chính là đệ nhất đại tướng dưới trướng thành chủ Là tồn tại địa giai Ta trước đó có nghe nói đồ vật thương hội thiên ngô áp giải lần này Là do thành chủ u sáng ủy thác Lúc trước còn nửa tin nửa ngờ Nhưng mà ngày hôm nay lăng thừa đã đến Xem ra là sự thật rồi lãnh Nguyệt Đồng nói Ánh mắt thạch một khẽ chớp Vậy thì đám người nữ tử họ chân Chính là nhắm đến cái nhóm đồ vật của thành chủ rồi <laughs> Thì ra là lăng thừa hôn đó Ôi, Xin mời Sự chứng quỷ của thiên ngô bảo hiên lúc này đi ra Niềm nở tiếp đón Nhưng mà gã lăng thừa kia thường sắc kiêu căng lạnh lùng Trước sự nhiệt tình của sử trưởng quỷ chỉ tùy ý ôm quyền đáp lễ. Sử trưởng quỷ dường như không hề để ý tiếp tục dẫn đoàn người vào trong tiệm. Sự xuất hiện của lăng thừ khiến cho không ít người ở đây cảm thấy nhẹ nhõm. Có một tồn tại địa giai đi theo, an toàn của bọn họ càng thêm đảm bảo. Bèn tiếp tục vui vẻ nói chuyện, nhắc đến thù lao được hứa hẹn, vẻ mặt lại càng thêm tươi cười, bắt đầu tán gẫu sang những chuyện khác. Lãnh nguyệt đồng ngược lại trầm tĩnh không giống như những người khác, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, Lãnh cô nương làm sao vậy Thạch mục hỏi Không có gì Ta chẳng qua chỉ cảm thấy nhiệm vụ này không đơn giản như vậy Lãnh nguyệt đồng nói Lãnh cô nương cứ sao lại nói như vậy Chương mày thạch mục nhướng lên Trong mắt hiện lên một thi kinh ngạc Hỏi Ta nghe nói vì nhiệm vụ lần này Thương ngô thương hội cùng từ nơi khác Đều đến một vị thuộc sĩ nguyệt giai Nếu như không có nguy hiểm đặc thù Thương hội gì sao phải làm như vậy chứ Lãnh nguyệt đồng trả lời Ánh mắt thạch mục lóe lên một cái Cô gái tên lãnh nguyệt đồng này nhìn có vẻ tùy tiện Nhưng mà ẩn bên trong lại là một con người tinh tế Không ngờ thương hội thiên ngô Vậy mà từ nơi khác điều đến một vị thuộc sĩ nguyệt giai Xem ra chuẩn bị vô cùng đầy đủ Chẳng lẽ bọn họ cũng đã nhận được tin tức gì đó sao Đúng rồi Nếu như trên đường gặp phải nguy hiểm gì Mục huynh phải bảo vệ người con gái yếu ớt như ta đó nha Lãnh nguyệt đồng đột nhiên thay đổi vẻ cẩn thận lúc trước Hai mắt chớp chớp nói với thạch mục <laughs> Lãnh cô nương thật là biết nói đùa đó Cô sao có thể là một nữ tử yếu đuối được chứ Nói không chừng đến lúc đó Còn cần cô nương bảo vệ tại hạ nữa Thạch mục cười ha hả đáp lời Lãnh nguyệt đồng có chút quỷ quyệt trợn mắt liếc thạch mục Nhưng mà lại thoát ra một vẻ phong tình khác lạ Khiến cho những kẻ âm thầm nhìn trộm Về phía này tim đập thình thịch Đúng lúc này Một hồi âm thanh ô ô truyền ra từ trong thiên ngô bảo hiên Một cỗ xe ngựa dài hơn 10 trượng Rộng hơn một trượng từ bên trong chạy ra trên xe ngựa chất đầy đồ vật, bên ngoài bị một tầng vải đen che kín, không thể nhìn thấy những thứ bên trong. Thành một khẽ động tâm thần thả ra một đám thần thức dò xét, nhưng vừa chạm đến miếng vải đen liền bị bắn ra, con mắt lập tức nhấp nháy. Tiếp theo, liên tiếp từng cỗ xe ngựa từ trong thiên ngô bảo hiên đi ra, chỉ trong chốc lát trước cửa ra vào liền xuất hiện tám cỗ xe. Thành một liếc nhìn những cỗ xe ngựa này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc những cái bánh xe to lớn kia còn cách mặt đất khoảng nửa xích. Toàn bộ cổ xe hiển nhiên đang lơ lửng giữa không trung. Trên bánh xe và thân xe còn có khác không ít trận đồ trận băng Một huynh trước kia chưa từng thấy loại phù dân xa này sao? Lãnh Nguyệt Đồng hỏi. À không, một mẫu trước kia được sinh hoạt bên trong bộ lạc, chưa được nếm trải giật đời nhiều lắm, vẫn muốn thỉnh giáo lãnh cô nương. Nguyên do những cổ xe ngựa kia có thể lơ lửng giữa không trung, chẳng lẽ là những phù trận kia hả? Thạch Mục hỏi lại, ánh mắt một huynh quả thật sắc bén đó người đoán không lầm những phù trận trên xe hấp thu thiên địa nguyên khí hình thành một loại sức nổi khiến cho xe ngựa lơ lửng trên không trung vì vậy cho dù gặp phải đường đi gồ ghề không bằng phẳng thậm chí trèo qua sơn diệt lĩnh cũng không ảnh hưởng đến tốc độ xe ngựa lãnh nguyệt đùng trả lời ồ thì ra là như vậy thạch mục hơi giật mình khẽ gật đầu nói ra loại phù dân xa này giá trị xa xỉ chỉ thế lực tài đại khí thu như thiên ngô thương hội mới có thể chế tạo với số lượng lớn tuy khai đắt đỏ nhưng đúng là có thể đi nhanh hơn không ít chỉ sợ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến u sáng thành chủ chọn thiên ngô thương hội lãnh nguyệt đồng nói theo sau đoàn xe còn có hai nhóm người đi ra một nhóm là người của thành chủ do lăng thừa dẫn đầu một nhóm khác chính là hộ vệ của riêng thiên ngô thương hội đô lĩnh là một thiếu nữ áo bầu trắng che mặt trong tay cầm một pháp trượng ngọc bích Gián người thước tha, hai mắt linh động. Cho dù đã bịt kín mặt, cũng hiện rõ phong thái hoa lệ động lòng người đến cực điểm. Đám hộ vệ ở bên ngoài nhìn nàng, con mắt đều sáng người, hít thở nhẹ nhàng, góp vào một chỗ, thanh âm lại khá lớn. Ánh mắt lăng thừ thỉnh thoảng cũng rơi lên người thiếu nữ áo bầu trắng, mơ hồ có ngọn lửa lập lòe. Thiếu nữ áo bầu trắng nhú mày, một thi chán ghét khó có thể cảm thấy hiện lên trong mắt. Xem ra cô nàng này chính là tên nguyệt giai thuộc sĩ kia rồi. Lãnh Nguyệt Đồng liếc mắt đánh giá áo bầu trắng thiếu nữ rồi nói ra. Trời dây lát không thấy trả lời, Lãnh Nguyệt Đồng quay đầu liếc nhìn Thạch Mục. Dường như lúc này Thạch Mục có chút thất thần, giống như những người khác ngơ ngác nhìn thiếu nữ áo bầu trắng. Lãnh Nguyệt Đồng chú ý đến thượng sắc của Thạch Mục, lông mày thanh tú nhíu một cái, lập tức một tia cảm xúc tức giận lộ ra trong mắt. Thạch Mục hít thật sâu, Thường sắc khôi phục sự bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn còn có chút kích động. Mặc dù thiếu nữ áo bầu trắng kia che mặt, bất quá dùng thị lực của hắn liếc mắt đã nhận ra nàng không phải ai khác chính là người mà hắn vẫn đêm ngày một mực đau khổ tìm kiếm trung tú mắt thạch mục lóe lên tia sáng ngày thứ khác đã có vô số suy nghĩ lưu chuyển trong lòng chợt lùi về sau mấy bước đứng ở cuối nhóm người lãnh nguyệt đồng chứng kiến cử động của thạch mục ánh mắt có chút kỳ quái nhưng nàng cũng không hỏi nhiều quay đầu đánh giá kỹ càng thiếu nữ áo bầu trắng vài lần dường như tiến hành so sánh nàng với mình Thạch Mục nhìn Trung Tú từ xa, ý nghĩ trong đầu phạp phòng. Cô nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp đối phương ở nơi đất khách quê người Tây Hạ Đại Lục này. Lúc này đã thoáng tỉnh táo lại, hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ về lý do khiến nàng tới Tây Hạ Đại Lục. Hơn nữa xem tình hình này, dường như nàng còn gia nhập thiên ngô thương hội. Lông mày hắn chợt nhăn lại, trong lòng hiện lên một ít nghi hoặc. Nếu như Trung Tú gia nhập thiên ngô thương hội, tin tức về nàng tại sao lại bị thiên ngô thương hội phong ứng chứ? Mặt khác, Nàng cũng là một người võ pháp sông tu, tu vi thuộc pháp không ngờ đã đạt đến nguyệt giai, Bề ngoài còn cao hơn mình, lẽ nào gặp được kỳ ngộ gì đó hay sao? Thành một lắc đầu, những chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là cuối cùng thì hắn đã tìm được chung tú rồi. Bất quá bây giờ hắn chưa muốn đi đến gặp nàng, thứ nhất là hắn không muốn bại lộ cái gì ở Nhật Khang thành, thứ hai cũng bởi vì sự tình lúc trước hắn thám thính được Tuy bây giờ vẫn chưa biết mối quan hệ giữa Trung Tú với Thiên Ngô Thương Hội, nhưng mà nhiệm vụ hộ tống lần này đã bị người của Minh Nguyệt Đông Giáo liên hợp cùng hung manh bộ lạc tính kế. Tương lai trên đường hộ tống dĩ nhiên sẽ có nguy hiểm khắp nơi. Nếu việc này liên lụy tới Trung Tú thì hắn không thể ngồi yên bỏ mặt được. Đằng sau hai đoàn người, lão già họ ngô kia cũng đi ra. Trung trưởng lão nè, lâu trình chuyến này xa xôi, trên đường đi phải làm phiền ngươi rồi. Lão già họ ngô nói với Trung Tú, Ngô lão cùng chung cô nương cứ yên tâm Việc này để cho lăng mổ đảm đường hết Trung tú còn chưa mở miệng Tên lăng thự kia đã tiến lên vài bước Một tay đấm đấm bộ ngực của mình Lớn tiếng nói Người này chợt biến đổi thượng sắc coi trời bằng vung vừa rồi Lúc này vẻ mặt đang tươi cười nhìn trung tú Bất quá nụ cười của gã Cho người khác một cảm giác cay nghiệt Cô <laughs> lăng thương quân đi theo Tự nhiên là tốt nhất rồi Lão già họ ngô khẽ giật mình Liết thực sâu lăng thừ Khói miệng lộ chút ý cười mà nói ra Đằng sau nhóm người, thạch mục nhướng mày, ánh mắt tinh lăng thừa kia nhìn Trung tú, lại khiến trong lòng quán mơ hồ có chút cảm giác rất không thoải mái. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục nổi lòng, thu lại ánh mắt không nhìn thêm nữa. Địa dài sở hữu linh giác nhạy cảm, địch ý của hắn sẽ bị phát hiện rất dễ, hiện tại hắn vẫn chưa muốn bại lộ thân phận. Vậy thì liền đa tạ lăng tướng quân rồi. Trung tú hờ hững nói, thần sắc lãnh đạm, <laughs> Chúng cô nương không cần phải khách khí đâu Lẽ đương nhiên là như vậy mà Lăng thừa dường như không cảm giác được sự lãnh đạm của Trung Tú Quê người chắp tay nói ra Hai người lăng thừa Trung Tú khẽ gật đầu. Bốn mươi tên hộ vệ được chiêu mộ đến kia Nghe như vậy cũng đã đi tới Không ít người trong đó tuy cũng thỉnh thoảng nhìn lén Trung Tú Bớt quá cũng chỉ là vừa mắt mà thôi Dù sao Trung Tú là nguyệt giai thuộc sĩ Cao cao tại thượng Cũng không phải mấy tồn tại tiên thiên hay tinh giai Như bọn hắn có thể với tới được So sánh mà nói, trái lại, tình giai thuộc sĩ Lãnh Nguyệt Đồng kia càng thêm ngang hàng. Không ít người rất nhanh liền không hề chú ý tới Trung Tú nữa, mà lại đặt ánh mắt về phía của Lãnh Nguyệt Đồng. Ừ, chứ gì, lần hội tống này do trung trưởng lão của thiên ngô thương hội chúng ta cùng giữ lăng tướng quân này dẫn đầu. Trên đường ở các ngươi cần phải nghe theo sự điều khiển của hai người bọn họ. Lão già họ ngô cất giọng nói với đám người thạch mục. Dạ. Đám người thạch mục đều biết thân phận Lão già họ ngô cùng kêu lên đáp ứng xuống phòng Lão già họ ngô ra lệnh một tiếng Người của thiên ngô thương hội Lập tức điều khiển mấy chiếc phụ vân xa Xếp thành một hàng đi về phía cửa thành Thạch mục cùng hộ vệ phân tán ra Mỗi chiếc phụ vân xa ngồi mấy người Trung tú đi đến chiếc phụ vân xa cuối cùng Trên chiếc xe này không lớn lắm Chỉ bằng kích thước của một căn phòng Cũng không chuyên chở hàng hóa Bên ngoài còn móc vào liều vải Chúng cô nương xin dừng bước Lăng thừa vung tay áo Một luồng sáng màu xanh bắn ra Hiện ra một cái phi xa màu xanh Hai bên mở ra hai cánh chim màu xanh Ánh sáng màu xanh lóe lên Phi xa nhanh chóng to đến mấy trượng Bên trong đã bày ra cái bàn ghế giường chiếu cả Thoạt nhìn vô cùng thoải mái dễ chịu Món linh khí phi hành thanh dược phi xa này của tại hạ Cũng coi như thoải mái Đi đường tàu xe mệt nhọc Không bằng chung cô nương hãy ngồi vào trong xe này đi Lăng thư mời mộc những người ở gần chứng kiến cái phi xa màu xanh này trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc hâm mộ, lão già họ ngô cũng lộ ra chút ngạc nhiên. Linh khí phi hành vốn đã cực kỳ hiếm thấy, mà như cái loại phi xa cỡ lớn này thì càng thêm quý báu. Lăng thừa cảm nhận được ánh mắt xung quanh, trong lòng rất thỏa mãn, mỉm cười nhìn Trung Tú. Không cần, ta ở phù dân xa là được rồi. Trung Tú lạnh nhạt liếc nhìn Lăng thừa, quay người đi về phía phù vân xa, ánh mắt lăng thự lạnh lẽo gân xanh trên trán bỗng nhúc nhích bớt quá lập tức khôi phục như cũ hai mắt hắn hung tợn nhìn bóng lưng duyên dáng của trung tú hừ nhẹ một tiếng tung người nhảy lên phi xa sau giờ phút căng thẳng phi xa màu xanh thông thả khởi động tiến về phía trước lão già họ ngô nhìn đoàn xe đi xa lông mày câu lại trong miệng chật thở dài ngô lão làm sao vậy sứ trưởng quỷ đứng bên cạnh hỏi Chẳng biết tại sao mấy ngày nay tinh thần của ta có chút không yên Trong lòng luôn tồn tại một loại dự cảm không tốt Chuyến đi này chứ sao sẽ không thuận lợi mà Lão già họ ngô nói Ngô lão nè, người quá lo lắng rồi Có trung trưởng lão và lăng thường tiền bối Cho dù gặp một ít phiền toái Nhất định cũng sẽ giải quyết dễ dàng Chắc chắn không có vấn đề gì đâu sử trưởng quỷ nói Hy vọng là như vậy Lão già họ ngô đáp lời trong đội xe thạch mục ngồi ở chiếc phù vân xa thứ hai từ dưới lên trên xe còn có mấy người lãnh nguyệt đồng và thanh niên tóc tím thạch mục quay đầu liếc nhìn phù vân xa cuối cùng chỉ là trung tú đã sớm ngồi trong xe một huynh cũng coi trọng trung trưởng lão đáng tiếc người ta là nguyệt giai thuật sĩ sẽ không đặt những tiểu nhân vật như chúng ta vào mắt đâu lãnh nguyệt đồng chứng kiến cử động của thạch mục mở miệng nói mơ hồ có chút ghen tuông thạch mục nở nụ cười lạnh nhạt quay đầu không nói gì thêm kéo vành nón thấp xuống vài phần đoàn xe trùng trùng điệp điệp rất nhanh đi tới cửa thành tin tức vì lần vận chuyển này của thiên ngô thương hội đã sớm truyền ra đưa đến không ít người vây xem thành một cúi đầu im lặng không nói có lăng thừa ở đây đoàn xe không cần kiểm tra liền trực tiếp ra khỏi thành đi về phía tây ra khỏi thành trì lúc này nội tâm thạch bục mới buông lỏng nhìn nhật khang thành ở sau lưng đang xa dừng hôm nay rời khỏi sau này nếu không có bất ngờ gì xảy ra e rằng sẽ không có cơ hội tới đây lần nữa rồi chưa gì hiện tại đã ra khỏi thành trì Cách khu vực yêu thú tuần tra liên tục không còn xa Tất cả mọi người giữ vững tinh thần Trong chiếc phi thuyền màu xanh đang bay trên đoạn xe Thanh âm của lăng thừa truyền ra Lập tức mọi người giật mình một cái vẻ mặt đề phụng nhau, nhau nhau nhìn ra xung quanh Thành một hô hấp chậm rãi Ánh mắt cảnh giác nhìn phía xa Ngoài thành đúng là tồn tại yêu thú của tộc mãn yêu Còn có một con là địa dây yêu tộc Bây giờ đang lúc sáng sớm Sương mù chưa tan Tầm mắt bị cản trở khá nhiều đoàn xe chậm rãi tiến lên, bước quá cũng không có ý đồ che giấu tung tích hoạt động. Đoàn xe lớn như vậy nối đuôi nhau mà đi, căn bản không có khả năng thoát khỏi sự dò xét của yêu tộc. Thông qua tầm mắt cộng hưởng với Thải Nhi tra xét tình huống phía trước, phương viên vài dặm đều nằm trong tầm mắt của hắn. Một chút sương mù căn bản không ảnh hưởng chút nào. Đoàn xe đi về phía trước được khoảng hai ba mươi dặm, lập tức đôi mắt thạch mục lóe lên ánh kim nhàn nhạt trong tầm mắt cộng hưởng xuất hiện rất nhiều yêu thú ngăn ở phía trước khoảng chừng có mấy trăm yêu thú đủ loại một huynh ngươi quan sát được cái gì lãnh nguyệt đồng nhạy cảm vô cùng nàng nhận ra khí tức của thạch mục hơi biến hóa nàng vừa dứt lời thì thanh âm của lăng thừa đã truyền ra từ phía thuyền giữa không trung rồi tất cả mọi người dừng lại chuẩn bị tốt để chiến đấu soạt một tiếng thân hình lăng thừa đã đứng ở trước đoàn xe từ trong chiếc phù vương xa cuối một bóng người màu trắng cũng bay ra, sống vai đứng thẳng cùng lăng thừ. Sương mù đằng trước truyền đến một đợt tiếng bước chân ầm ầm. Sau mấy hơi thở, trong sương mù hiện ra vô số bóng dáng yêu thú khổng lồ chen chúc nhau, bộ dáng có khoảng mấy trăm con. Lãnh Nguyệt Đồng ngạc nhiên nhìn thạch mục, tên thanh niên tóc tím cùng một xe với bọn họ cũng kinh ngạc liếc đến hắn. Bên trong mấy trăm yêu thú ở đằng trước, một đại hán mặt trường bào tím đen bay ra, mì tầm có một hoa văn màu tím hình tam giác, khí tức tỏa ra chính là một tồn tại địa dây. Yêu quái phương nào dám cản đường lão lăng ta đây? Thật to gan, các người có biết bọn ta là ai hay không hả? Lăng thừa liếc nhìn trung tú một cái, rồi ưỡn ngực ra vẻ uy phong mà quát. Hứ, tao không cần biết. Đại nhân ngậu khởi của lệnh, bất cứ ai đi qua đây đều phải chịu kiểm tra để truy xét cho hung thủ đã giết đại nhân xích hoàng. Kẻ nào dám cản đường thì giết trước xét sau. Tên đại hán yêu tộc mặt trường bao màu tím gừng cổ hét lại, Lăng thừa giận dữ định chửi vào mặt của tên kia Thì Trung Tú ở bên cạnh chủ động tiến lên Mắt phượng khẽ chớp Môi thơm mở ra Tiếng như vàng oanh Xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu Âm thanh của nàng ngọt ngào như gió xuân thổi tới Làm cho lòng người cảm thấy thanh bình yên ả Tên đại hán yêu tộc mới liếc nhìn Trung Tú một cái Đã bị dung nhan tuyệt thế của nàng Làm cho ngẩn ra một chút Vội lấy lại tinh thần hắn giọng nói Tao đây là thất khúc Người của yêu mãn nhất tộc Hóa ra là thức đậu hữu, rất vui được biết ngài. Không biết các ngài giữa nói kiểm tra là như thế nào? Trung Tú nhẹ nhàng hỏi. Thức hút thấy dung nhan của Trung Tú xinh đẹp tuyệt trần, lại nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe. Âm thanh như rót mật vào tay, làm sắc mặt của gã dịu đi mấy phần. Hơi suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một cái linh khí hình lưỡi răng lớn bằng nắm tay. Linh khí vừa lấy ra, lập tức sáng lên ánh sáng tím, tỏa ra hình thành một cái cánh cửa bằng sương mù màu tím hiện ra trước mặt mọi người. Đây là một món bảo vật của yêu tộc chúng ta Chuyên dùng để cảm ứng Các người chỉ cần bước qua cánh cửa này Thì nó có thể cảm ứng được thần hồn của yêu mãn nhất tộc Nếu như trong các ngươi không có hung thủ giết đại nhân xích hoàng Thì không có chuyện gì cả Các người có thể rời đi Thức hút nói Nghe nói như vậy tất cả mọi người đều bàn tán xung sao lên Đôi mày phượng của Trung Tú khẽ câu lại Theo như gã nói Cái linh khí kia là đồ cảm ứng Nhưng mà thực tế có tác dụng gì ai mà biết được Chẳng ai có thể đảm bảo rằng Không có gài bẫy gì ở đây Tất cả mọi người trong đoàn xe đều nhìn về phía Trung Tú và Lăng Thừa như thể chờ câu trả lời từ hai người bọn họ vậy. Sát mặt thạch mục khẽ đổi, hắn liếc về phía Trung Tú. Một cánh tay đưa ra nắm chặt lấy hát đau, trong đầu không ngừng suy tính. Tạm thời hắn không muốn bại lộ thân phận, nhưng nếu mà đối phương muốn gây nguy hiểm cho Trung Tú thì hắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Muốn lão Lăng ta đây tiếp nhận kiểm tra của yêu tộc bọn ngươi hả? Mơ đi, các ngươi không biết sôi gương hả? Lăng Thừa giận dữ quát to, Vừa rồi gã còn khoe khoang khoác lát trước mặt Trung Tú Bây giờ lại dùng bước thỏa hiệp Thì còn mặt mũi nào chém gió với người đẹp nữa Chúng ta thì chết Thế khúc vốn bạo lực thành tính Giờ lại thêm tên lăng thừa ngu ngốc kích thích Thì lập tức bốc hỏa Nóng đậu lên muốn đánh liền Nhào vô xem thằng nào chết trước Lăng thừa hừ lạnh một tiếng Ánh sáng xanh trên người phát ra mạnh mẽ Lau vút đi như là một mũi tên Gã phóng tới như một sao băng màu xanh Khi thế bén nhọn không gì cản nổi Chỉ trong chớp mắt Khoảng cách với tức khúc đã thu lại rất nhiều Cánh tay phải lăng thư tụ lực lại đánh ra một quyền Màu xanh càng lóe lên mãnh liệt Nhìn vào giống như là một cái bóng con thuồng luồng đang vô tới con mồi sắc mặt tức khúc khẽ đổi Gã không thể ngờ được tốc độ của đối thủ lại nhanh như vậy Gã hét lớn một tiếng Áo choàng trên người tung bay Cái trán tỏa ra ánh sáng màu tím chói lọi Một bên tay vung lên đánh ra một chưởng đối địch Hào quang màu tím quanh thân của gã nhanh chóng ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn bay đến va chạm cùng với nắm đấm hình con thùn luồng màu xanh đang lao tới âm một tiếng kinh thiên động địa trưởng ảnh bị xé tan nắm đấm của lăng thừa vẫn không ngừng mà tiếp tục bắn tới đập thẳng vào mặt tên yêu tộc địa dây kia sắc mặt tức hút đanh lại gã hét lên một tiếng phẫn nộ ánh sáng tím trên tay sáng lên rực rỡ từng cái vẫy màu tím dần hiện ra gã vươn tay ra đối cứng với quyền ảnh của lăng thừa hai bóng người đều bị dội ngược lại thức hút lùi lại phía sau mấy bước lòng bàn tay của gã đau rát những miếng vẫy bên ngoài cũng bị đánh tan vài miếng lăng thừa cũng không khá hơn bao nhiêu gã bị đẩy lùi ra sau sắc mặt gã trắng bệch lại một kích này hai bên thể hiện ra khả năng ngang nhau cả hai đều thu lại vẻ khinh địch ban đầu vừa rồi tức hút do bị đánh bất ngờ nên có phần thiệt hơn sự phẫn nộ trong ánh mắt của gã càng đậm tử sắc cũng lóe lên theo đó Gặm mỏng đi gã gầm lên một tiếng sắc thím tỏa ra chối loà một luồng khí tức cuồng bạo từ người gã tản ra gió bụi bay phất phới một con mãng xà dài tầm hai ba mươi trượng xuất hiện giữa trời giữa trán nó có hoa văn tam giác màu tím đang lóe lên chối loà nó há cái miệng đỏ lợm như máu lao về phía lăng thừa như muốn nuốt trọn gã vào cả thân hình như là một cái dải lụa tím uốn lượn sau lưng gã đám thuộc hạ yêu tộc đang reo hò trợ uy một số tên quay thành vòng tròn như thể muốn lao lên ăn hôi vậy Lúc này ánh sáng màu xanh ở ngực lăng thừa lóe lên, một pháp tướng cự mãn khổng lồ màu xanh hiện lên sau lưng gã. Hình dạng pháp tướng này có phần giống với bản thể cự mãn của tức hút kia. Pháp tướng vừa hiện liền chuẩn bị lao lên đối chọi với cự mãn đang vụ tới thì bất ngờ một bóng trắng lao vào giữa tức hút và lăng thừa Bóng trắng ấy màu chóng ngưng tụ lại hiện ra một khoảng không gian hình tròn như một cái khiên màu trắng đang bao trùm lên vậy. Phía trên quang thuận ấy nổi lên từng gợn sóng lăng tăng như mặt nước cự mãn màu tím do tức hút biến thành bê nhào đến quan thuẫn không chút dấu hiệu dừng lại ấn khí màu tím trên trán nó bắn ra một cái cột sáng màu tím phóng thẳng vào màn khiên trước mặt thế nhưng lại không có một tiếng nổ mạnh nào trụ sáng màu tím bắn vào giữa màn khiên làm cho tấm khiên lõm vào trong một khoảng lập tức bị bao lại thành một quả cầu màu tím màn khiên kia thì bị mấp lại một bên nhưng mà thế công của trụ sáng màu tím cũng bị triệt tiêu đi hết Lúc này màn sáng màu trắng kia lóe lên rực rỡ rồi nhanh chóng tiêu tán đi. Thân thể cự mãn do tới khúc biến thành cũng bị chấn động mà ngừng lại. Tử quan nhanh chóng thu liễm, dần hiện ra thân ảnh của tức hút. Gã nhìn về phía trung tú đang cầm pháp trượng, đứng ở bên ngoài mà hiện lên vẻ kinh sợ. Lúc này vầng trăng phía sau lưng của trung tú nhanh chóng biến mất, nàng thu lại pháp trượng, mở miệng nói. Thức đầu hưởng, khoan hãy đồng thủ, hay để tiểu nữ nói đôi lời. Có gì thì nói màu đi tự sát trong mắt tức hút lóe lên gã liếc nhìn trung tú do dự một chút rồi vung tay lên ra hiệu cho đám yêu thú phía sau lưng ngừng lại trong đội xe thạch mục nhìn về phía trung tú lộ ra chút ngoài ý muốn mấy năm không gặp không ngờ thực lực của trung tú lại tiến bộ đến như vậy chỉ khẽ ra tay đã chặn lại được đòn tấn công của một tên địa cấp yêu tộc sau khi biến thân rồi thức đào hưởng mời ngài nhìn xem trung tú lấy ra một cái lệnh bài màu đồng cổ bên trên có vẻ một tổ hợp phù văn kỳ quái tức khúc nhìn thấy lệnh bài thì khẽ đổi sắc lệnh bài của thương hội thiên ngô cáo người là người của thiên ngô sắc mặt tức khúc khẽ trầm xuống hỏi đúng vậy tiểu nữ họ chung hiện là khách khanh trưởng lão của thương hội thiên ngô lần này chúng ta nhận ủy thác của u sáng thành chủ mang một nhóm hàng hóa tới thành thương húc mong tức đậu hữu suy nghĩ lại nếu như khai chiến thì cho dù mặt nhân số bên người chiếm số đông nhưng thực lực bên ta lại hơn hẳn thương dòng sẽ rất lớn đó trung tú tiếp tục phân tích ánh mắt tức hút lóe lên phía sau gã tuy có nhiều thuộc hạ nhưng đúng là thực lực lại không bằng đối phương được còn phía bên trung tú chỉ có 60 người nhưng tất cả đều là tiên thiên hoặc tinh giai thuộc sĩ không những vậy lại có hai kẻ đẳng cấp địa giai nếu thực sự động đau thương thì phía yêu thú chắc sẽ thảm trọng rồi tức hút nhăn mày lại suy nghĩ tiểu nữ tuy mới đến thành nhật khang nhưng cũng biết chuyện xích hoàng đạo hữu bị chém giết năm xưa theo tiểu nữ biết thì lúc xích hoàng đạo hữu bị giết thì lăng thừa tướng quân vẫn luôn ở trong thành không ra ngoài chuyện này có lẽ yêu tộc cũng đã điều tra rồi ta thì lại mới chỉ đến gần đây cả hai ta đều rất khó có thể là hung thủ được trung tú chậm rãi nói ra cách nhìn thứ khúc nhìn lăng thừa một cái đối với tên địa giai của thành Nhật khang này gã cũng biết một chút trong khoảng thời gian này yêu mãn nhất tộc cũng đã điều tra rất nhiều lăng thừa quả thực là bị bài trừ ra ngoài trung tú khẽ đảo qua đám người phía sau nhẹ nhàng nói mà đám thuộc hạ phía sau của tiểu nữ đều là tiên thiên hoặc tinh giai gây thương tổn gì cho xích hoàng đạo hữu còn không nổi chứ đừng nói là chém giết thứ hút liếc qua đám người thạch mục tử quan trong mắt chớp lóe liên hồi dò xét từ sự rung động của pháp lực gã có thể thấy trong đám người này đều là cấp thấp hết quả thực không có địa giai lẫn trốn trong đó trung tú nói tiếp vậy nên về tình hay là về lý chúng ta đều không có khả năng hạ sát xích hoàng đạo hữu được mong tức đầu hữu hãy hiểu cho điều này để cho bọn ta đi qua Thương hội thiên ngô bọn ta cũng có giao dịch trao đổi cùng quý tộc mong rằng không nên gì vậy mà nảy sinh xích mích gì các người không phải là hung thủ thì sao không đi qua thử kiểm tra một lần chết sống gì ai chứ thức hút suy nghĩ một chút rồi nói sắc mặt trung tú trầm xuống ánh mắt cũng trở nên lãnh đạm hơn muốn ta để cho bọn ngươi dò xét hả mơ đi lăng thừa quát thiên hội thiên ngô bọn ta luôn lấy hòa khí làm chủ không muốn xảy ra tranh chấp gì với các thế lực cả. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta nhát gan sợ hãi phiền phức đâu. Nếu các người quyết định không nhượng bộ, không thèm nể mặt thương hội bọn ta, thì hãy chiến đi. Nhưng chuyện ngày hôm nay ta sẽ báo lại đến cao tầng của thương hội. Trung tú mất kiên nhẫn nói. Tức hút trầm ngâm tính toán lợi hại trong đó. Trong thương hội chính xác là có không ít giao dịch với thiên ngu. Việc làm ăn này cũng đem lại không ít lợi ích cho tộc. Nếu như vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp, thì gã cũng không thoát được sự trách phạt của Ngao Khuê. Đang suy tính thì chợt lăng thừ vẫn sức quát to một tiếng, pháp tướng cự xà sau lưng của gã cũng sáng lên mạnh mẽ. Trung tú ở bên cạnh thì khẽ động pháp trượng, bạch quang nổi lên không thua kém gì. Hai luồng sức mạnh ép tới, Thất khúc thì không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà đám thuộc hạ phía sau gã lại không ung dung được như vậy. Sự sợ hãi dần xuất hiện trong mắt chúng, cơ thể không tự chủ mà lùi lại. Được rồi, hôm nay ta nể mặt thương hội thiện ngô, cho các người đi. Thức hút vùng tay rồi nói Đám thuộc hạ phía sau gã cũng theo lệnh Tách ra một con đường để đoàn xe đi qua Đa tạ thức đầu hữu Vẻ mặt trung tú hiện lên tiêu vui cười Thu hồi pháp trượng Lăng thự hừ mạnh một tiếng Cũng thu lại pháp tướng của gã Đoàn người xuyên qua đám yêu thú Đi vào tầng sương mù Sương mù cuồn cuộn nuốt chửng lấy nhóm người vừa đi vào Lăng tướng quân Không biết đám yêu tộc này còn có may phục về sau nữa không Ta đề nghị hai người chúng ta một trước một sau Đi dò xét động tĩnh chung quanh xem Trung tú nói với Lăng thự một câu như vậy Thân hình nhoáng lên đã bay đến phần đuôi đoàn xe Trên mặt Lăng Thừ lộ ra vẻ chẳng để ý lắm Nhưng mà cũng thúc giục thanh dịch phi xa bay đến đầu đoàn xe Tản thưởng thức ra kiểm tra bốn phía Đoàn xe không ngừng đi về phía trước Đi được tầm hai ba mươi dặm thì mặt trời đã lên đỉnh đầu Ánh nắng nóng rực chiếu thẳng xuống Sương mù chung quanh cũng dần dần tiêu tán Tầm mắt trở nên thoáng đẳng hơn lúc này đoàn xe đã hoàn toàn đi khỏi phạm vi thành nhật khang rồi mọi người trong đội ngũ bây giờ mới từ từ bình tĩnh lại thành mục cũng nhẹ nhàng thở phào thân thể căng thẳng từ từ thả lỏng mục huynh trong người khá là khẩn trương lãnh nguyệt đông nhìn thành mục đôi mắt đẹp chớp chớp hỏi chỉ cần sơ sẩy một cái thôi chúng ta liền phải chém giết một trận sinh tử dưới đám yêu tộc kia tại hạ tự nhiên phải khẩn trương rồi thành mục thẳng nhiên nói à, thật như vậy sao hiển nhiên lãnh nguyệt đồng không tin rồi đương nhiên rồi nếu không thì còn có thể vì lý do gì chứ thạch mục khẽ cười nói được rồi không cần nói cái chuyện này nữa lại nói khi nãy á không ngờ mục huynh lại còn phát hiện ra yêu tộc trước cả lăng thư thực khiến tiểu nữ chấn động không thôi ánh mắt lãnh nguyệt đồng lóe lên nhìn thạch mục <laughs> trời sinh một mổ của thị lực hơn người có thể nhìn xuyên qua sương mù nên sớm phát hiện ra ít manh mối đó mà thạch mục nói Hừ, người lúc nào cũng nói nửa thật nửa giả, đúng là không sẵn khoái mà. Lãnh Nguyệt Đồng hư một tiếng, thạch một cười khẽ, một bộ từ chối cho ý kiến. Nhưng mà điểm này ở ngươi lại khiến ta thích đó. Khóe miệng Lãnh Nguyệt Đồng khẽ vĩnh lại nói ra một câu. Thạch Mục có chút hết biết nói gì, quay đầu sang một bên, tự mình khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hết tập 60 của bộ truyện Huyền Giới Chi Mung. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.